Hôm nay mình sẽ tóm tắt 100 ngày Minecraft sinh tồn siêu khó phiên bản 1.20. Thì mình sẽ không giới thiệu về phiên bản này nữa vì mình đã từng làm, nhưng mà theo tập vào 100 ngày này mình sẽ có 3 mục tiêu: giết rồng Ender, chế tạo phun bùi giáp Netherite và cuối cùng là giết Wither. Nếu video này được mọi người ủng hộ thì mình sẽ làm 200 ngày. Mà trước khi vào video, mọi người hãy nhấn cho mình nút like và đăng ký vì nó miễn phí. Còn bây giờ thì ngày đầu tiên tôi sinh ra tại một khu đồng bằng, chắc là đồng bằng rồi đó. Phía bên tôi là một cái hồ lava và một đàn cừu, và kèm theo đó là một cái cây, nên là tôi liền chế cho mình một cây cúp gỗ và bắt đầu hồi kỳ đồ đá lên đồ. Còn cây cúp gỗ thì phước đi, tôi đang cần một chiếc giường ngủ qua đêm nên là tôi phải giết cừu thôi. Tôi đang đi lòng vòng thì bắt được một ngôi làng, một khởi đầu quá thuận lợi. Trước khi vào ngôi làng đó, tôi sẽ đào một ít than. Vào ngôi làng chủ yếu lấy giường và kiện rơm thôi. Bây giờ mình giúp dân làng dọn dẹp sạch sẽ nên mình bị tặng rất nhiều bánh mì. Hey boy, sách trong đây nè, xin phép nha. Mình nghĩ mình sống cái làng này rất là hợp lý đó mọi người, tại vì có 2 căn nhà mà chứa sách luôn ấy. Mình thấy cái làng này khá là buồn nên là mình quyết định cho những con dân làng này ngủ chung cho nó thân thiết hơn. Ôi, có 2 cái dân làng kế bên luôn ấy, ngon thật trời. Mình không muốn giết bò đâu, tại vì có cái da huột đấy. Hồi nãy giờ chưa chào hỏi anh, xin lỗi anh nhiều nha. Đây sẽ là giấc ngủ đầu tiên trong thế giới này. Ngày thứ hai mình sẽ làm cái hàng rào để che chắn những con dân làng này, không ho zombie chui vô là đi hết cả đám. Mình sẽ làm nơi cư trú tạm thời tại đây. Ngủ ngoài đường một thời gian đi, tương lai mình sẽ xây một cái ngôi nhà. Bên cạnh ngôi làng mình đang sống thì có một ngôi làng nữa, nên là mình lấy hết luôn, lấy toàn bộ luôn, không chừa cái gì cả. Đây có 3 cái rồi, chế hút ngôi làng này cũng ngon đấy chứ. Nói chung là ngôi làng này mình chỉ chủ yếu là lấy đồ chế hút và kiện rơm thôi. Mình nên đi ra biển thì tình cờ gặp được chiếc thuyền bỏ hoang này. Đồ bên trong thì cũng bình thường thôi, không có ngon cho lắm. Mới mở phát đầu tiên mình đã được 2 cái mỏ rèn trang trí. Đang đi được cái hang này tưởng ngon ai nhè, sắt đây rồi. Cái hang đúng bẹp luôn, tưởng cái hố to đi vô thì rất nhỏ. Đang đi trên biển thì mình gặp được một cái cổng địa ngục bỏ hoang, thế là mình lượm rương gặp block vàng luôn. Cuối cùng thì mình cũng đã tìm thấy được một cái loại cây này. Loại cây này vừa bự vừa to nên khai thác gỗ xây nhà rất hợp lý. Sau chuyến đi mình đi bên rừng thông thì mình đi về thì được nhiêu đây, thì mình gặp được một cái hang gần cái làng thứ hai nên là mình đi xuống và lượm thôi. Ngày thứ năm mình phải lên một bộ đồ sắt cho nó an toàn hơn, không hôi đi xuống thì skeleton, zombie, reaper nó lượt mình luôn ấy. Mình gặp được một cái ma sáp khá là to và mình mong dưới đây có kim cương. Khoan đã, để mình đổi nhạc cái. Cái nhạc này speedrun mà. Ở nhà có cái rương nè, để mở thử xem nào. Mọi người thấy gì chứ? Và bây giờ là lúc mình đi đào kim cương thôi. Ngày thứ bảy mình đã đi mai xong và thành quả là được 55 cục kim cương và sắt vàng. Về đến nhà, tôi dọn dẹp hết đồ trong ba lô vào trong rương và chế tạo full bộ giáp kim cương. Mấy con quái vật đâu? Bỏ vô đây mình úp. Tôi đang cố gắng trồng mía nhưng chỉ với 4 cây mía thôi, để cho tương lai sau này có giấy chế tạo pháo hoa mà bay được. Một câu chuyện quá là cảm lạnh. Ôi trời, thì đã bắt đầu tối và tôi sẽ đi ngủ. Ngày thứ 8, tôi mém tí nữa là kết thúc series này chỉ vì chọc giận anh người sắt. Oh my god! Trông Việt Nam, trông Việt Nam. Anh đang làm gì thế? Anh là ốm hú chưa? Chắc là chưa đâu, để em tiễn anh đi luôn. Mình đã có 20 cây mía, bây giờ mình sẽ tiếp tục trồng. Đây sẽ là máy farm đầu tiên của mình, mang tên là máy farm đá. Máy farm đá thì mình xây cơ bản thôi, không cần cầu kỳ lắm. Mình định enchant
khi cúp cho hiệu suất để đào đá nhanh hơn, ai ngờ ra chập hỏng. Ngày thứ 10, mình sẽ bắt đầu với công việc đào đá. Là đây đứng AFK là quá ok. Nó vẫn bị lỗi cái phần hai cái bên này đẩy qua để lại mọi người. Mốt mình sẽ fit lại. Mình tự mình fit á, chứ Mojang fit đâu có được. Này lỗi của mình mà. Tôi phải đi giết cụ heo để có lương thực cho sau này để dành ăn nữa. Bây giờ mình sẽ đi làm thành tựu hạt giống vô biên, xong rồi đi đào đá tiếp. A few moments later. Giờ mình sẽ thử mở rương ra. Như đây vẫn chưa đủ đâu. Mình nghĩ cần full rương. Nếu dư thì càng tốt. Mình không biết gọi cái này là biển hay là sông nữa. Chắc là biển đó. Tại vì bên kia có một hòn đảo mà. Và mình sẽ đi ra giữa biển và xây máy farm kinh nghiệm thôi. Mời mọi người thưởng thức Redemod mod. Xây xong máy phàm đã rồi chứ. Giờ đi enchant đồ xong rồi đi đánh lộng thôi. Let's go. Trước tiên mình sẽ enchant cái rìu và cái cúp. Nhưng mà nó lại ra chậm hỏng với dịu sức 4. Nó không ra gia tài hoặc là đồ mềm mại gì đó. Xây thì có chứ. Mình lại dành ra rất nhiều thời gian để đi enchant đồ. Ra toàn là những thứ của ấp không à. Mình thấy thời gian không còn kịp nữa. Nên là mình đi xuống dưới địa ngục đi tìm Bastion và Forchest thôi. Giờ đã đến lúc mình sẽ xuống dưới địa ngục. Tìm một hồi, mình đã tìm được tên Forchest. Cái world này á, thì Forchest nó cũng gần cái cổng địa ngục mình vừa tạo ra. Thì ra mày muốn kiếm chuyện với tao. Còn mày chết, anh tủ luôn. Quá dễ. Một pháo đài khủng khiếp. Một hồi mình đã gặp được một cái lồng spawner của quỷ lửa. Nói là mình lụm que quỷ lửa thôi. Đánh nãy giờ 5 con mà nó mới ra cho mình cái que quỷ lửa. Đến nãy giờ mình đã được 8 que quỷ lửa. Giờ mình sẽ đi tìm Bastion. Đi lòng vòng, mình đã tìm được một cái rương. Trong đây có diamond. Rương kế tiếp có mẫu đàn trang trí. Tuyệt vời. Đi ra bên ngoài, mình gặp được 3 cái Forchest gần nhau. Cái world này đỉnh thế nhờ. Trên đường đi tìm Forchest thì mình có trao đổi với những tụi Elbitlin này. Mày mà ra đồ xịn nha. Mày mà không ra Mark Ender là mày chết với tao đấy. Thành quả thì mình được 4 Mark Ender. Chúng mày muốn chết, tao cho chúng mày chết. Sau vài phút mình đã tìm được cái Bastion. Wow, mình đã thấy những block vàng ở trên. Lượm thôi. Dạ sơ, block vàng đây rồi, quá ngon. Cái rương đầu tiên mình mở ra thì cái đầu bụi. Cái rương thứ hai thì khá là đặc biệt vì có mẫu đèn nâng cấp của kim cương mềm mại, vàng và obsidian. Lên tầng cuối cùng thì mình gặp được một cái rương đôi và rương đơn. Trên đường về mình có gặp thêm tụi Bethlehem để chơi lõi vàng. Vì mình đang thiếu Enderbeer. Đủ Enderbeer mình sẽ đi đánh rồng. Ngày 34 mình trở về Overworld và chế tạo cho mình Mark Ender và đi tìm Stronghold. Ngày 35 mình mò một hồi thì Mark Ender đã hướng xuống lòng đất. Bây giờ mình sẽ đào xuống dưới. Mình đào một hồi thì cũng đã đến Stronghold. Mình chưa kịp tìm hư diện mà đã gặp được cái chỗ qua The End. Nên là khỏi cần tìm hư diện luôn. Đi xuống The End luôn. Let's go. Mình đã leo được lên trên mấy cái trụ của con rồng Ender này, biết tay với mình. Giờ đã đến lúc thử con rồng baby này rồi.
Cái này rất là quý giá nên mình bắt buộc phải lấy thôi. Mình sẽ đặt block lên để đi qua kim cánh cứng. Ngày 36, cái này mình sẽ kéo Maxium để đi tìm NCT dễ hơn. Mình chỉ mới đi vài bước thôi mà đã tìm được NCT rồi. Và cái này có thêm cái huyền nữa, tuyệt vời luôn. Mình sẽ lợi dụng cái con này để trèo lên cái huyền. Mình hên một cái ở chỗ là cái huyền này nó gần mặt đất nên là mình trèo lên rất là dễ. Lấy đồ cháy hút, Isuka, mở rương. Kế bên lại có thêm một cái NCT và có cái huyền nữa. Tuyệt vời nha. Cái thứ ba, cái thứ tư, mình thấy như đây là quá đủ rồi nên mình sẽ đi về Overworld. Ngày 37 mình đã trở về Overworld. Đây là những vật phẩm mình đã đi làm ở NCT về, cũng khá là ngon ấy chứ. Mọi người thấy gì chứ? Trứng thằng lằn, ô lộng, trứng rồng, nhiều đây cũng dư rồi. Mấy món đồ của mình nó cũng sắp hỏng hết rồi nên là mình sẽ đi tìm con sư chữa, cái con bán sách mending đấy. Ngày 38 và ngày 39 mình có xuống dưới hang đào một ít kim cương. Và đây là thành quả của mình. Mình khá là cần nhiều emerald nên là mình sẽ làm máy farm chỉ để quy đổi với dân làng có bán chỉ á. Ngày 41 mình có đi tìm những nguyên liệu cần thiết cho máy farm này và một ngày 42 mình đã xây xong. Máy farm chỉ nhìn tuy là nhỏ nhưng hiệu suất nó mang lại rất là kinh khủng đấy. Nên là mọi người hãy xây máy farm này, nó rất là cần thiết. Mình thấy 30 emerald hay còn ít quá. Giờ mình sẽ cố gắng AFK mấy không chỉ lấy thật nhiều chỉ vô rồi tiếp tục quy đổi với dân làng. Xong rồi có nhiều ngọc lục bảo. Rồi mình đổi sách sửa chữa thôi. Let's go. Giờ mình đang chế hút yếu đuối để quăng vô con dân làng hay ma. Nó sẽ biến thành con dân làng có sách sửa chữa và nó sẽ có mã giảm giá rất là ngon. Ngày 44, sau khi chờ đợi thì con dân làng hay ma của mình cũng đã trở thành người bình thường và nó bán sách mending khá là rẻ, tận 9 cục emerald, đùa nhau hả? Ngày 45 mình chính thức ép những cái cuốn sửa chữa vào những vũ khí và những bộ giáp của mình. Ngày 45 đến 50 mình sẽ đi AFK máy farm kinh nghiệm để lấy hú súng và đi đào cát để chế tạo TNT và xuống dưới địa ngục để đi đào Netherite. Trước khi xuống địa ngục mình phải chế thuốc kháng lửa để tránh trường hợp mình rơi vào lava thì lúc đó còn cái nịch. Mình đang hiếu hốn rất nhiều giấy nên mình sẽ xây luôn máy farm mía. Máy farm mía này xây khá là đơn giản, có gì mọi người có thể lên coi YouTube. Máy farm này nó sẽ tự động nhưng mọi người phải đứng gần nó nha, nó mới hiệu quả. Mình sẽ làm hành tụ biến tấu vẽ ngoài. Mình đã làm xong cái máy farm mía. Ngày 53 đến ngày 54 mình đã chuẩn bị đồ xong và bây giờ mình sẽ đi đào Netherite. Trên đường đi thì mình gặp được một cái cổng địa ngục bỏ hoang. Đồ bên trong thì khá là cùi bắp, chủ yếu mình đến đây chỉ là lượm khói vàng và tình cờ mình đã đạt được thành tựu địa điểm du lịch nóng hỏi. Thì công việc đào mảnh vỡ cổ đại cũng khá là nhàn, chỉ đặt TNT và chờ nổ những block xung quanh. Nếu hên thì sẽ ra mảnh vỡ cổ đại, còn xui thì có cái nữa. Ngày 55 đến ngày 58 mình sẽ đi đào mảnh vỡ cổ đại. Sau khi đi đào mảnh vỡ cổ đại xong thì mình có lên bờ và gặp được một cái pháo đài của tụi heo Bitlin. Và đặc biệt là mình mém chết với tụi heo Bitlin. Nửa tim, nửa tim đây. Ngày 60,
Mình sẽ đi nung những mảnh vỡ cổ đại mình đã đào và nâng bộ giáp kim cương thành netherite thôi. Muốn nâng bộ giáp kim cương thành netherite thì phải cần có máu rèn nâng cấp, nên là mình sẽ chế tạo thật nhiều máu rèn nâng cấp vào để dành cho sau này nữa. Được 11 cục. Giờ mình sẽ nâng bộ giáp thành netherite thôi. Nice. Nãy giờ xây qua xây lại thì mình trang trí được một bộ giáp như thế này. Đẹp không mọi người? Hãy comment bên dưới nhé. Mình thấy cái máy farm mía hoạt động khá là tệ, nên là bây giờ mình sẽ đi thu hoạch mía bỏ hoang và đi đào kim cương. Thì tình cờ trên đường đi mình gặp thêm một cái ngôi làng trong một nhà. Giờ thì xuống hang thôi. Mới vừa xuống thì mình gặp ngay kim cương. Phải không? Đào xong kim cương và mình đi lên và tình cờ gặp được một cái biệt thự. Wow. Vừa mới vô đập vào mắt mình là rất nhiều kệ sách, nên là mình sẽ đánh hết luôn. Lên đi thì thấy một cái cầu hang, mình thử lên và ai ngờ có một cái rương. Thì mở rương ra thì có mẫu rèn trang trí và táo vàng. Cái rương thứ hai thì mình mở ra một cái mẫu rèn trang trí nữa và những vật linh tinh. Ui ai nè, cái to tầm đầu tiên. Vừa đi vô gặp hai anh cầm rìu là thấy sợ nữa nha, hay bị rén nên là phải chạy. Mọi người coi mình gặp anh nữa nè. Bây giờ mình sẽ xử hết mấy con này và mình sẽ không có đốt cái biệt thự này đâu, để lại làm kỷ niệm. Sau khi mình đi khám phá về thì ngày 61-65 mình có xuống dưới địa ngục đi lòng vòng, đi hăm ngàn tìm cái đầu bộ xương đen và đi tìm Batson để chơi với tụi heo bích linh nữa. Đây là cái Batson bự nhất nên mình phải đến. Thời tới. Ngày 66 đến 75 mình về làng để dọn sạch chỗ đất này và đi tìm nguyên liệu để xây nhà. Ngày 76 đến 85 tôi xây cái nhà kho, vì cái này cần rất nhiều gỗ nên hơi tốn thời gian. Bắt đầu thôi. Thank you.
Rất tốn gỗ, rất tốn gỗ luôn á mọi người. Nó thật cực kỳ. Rương á thì hơn 100 cái rương mà. Ở hơn 200 cái rương. Mọi người nghĩ sao vậy? Nó cực kỳ tốn gỗ. Làm xong cái này rồi mình sẽ đi đánh quy đờ. Mình đã mất tới 2 ngày mới tìm được ba cái đầu của con xương khô, con xương đen ấy. Ok đi thôi. A few moments later. Mọi người nhìn nè, mình bị mất hết thành tựu bữa giờ mình làm rồi. Ủa là sao vậy? Hình như mình bấm F3 cộng T hay gì ấy. Phải rồi chứ nè. Trời ơi, trời ơi. Mình sẽ đặt một cái cổng địa ngục ở dưới tròn hâu để có gì không tiện đi lại nữa. Chiếc Peter thì có một cái mẹo rất là đơn giản. Mọi người có thể lên YouTube coi. Mình cũng lên YouTube coi mà. Mình đã làm xong cái chỗ đánh Wither mà không bị mất máu. Yes sir, bắt đầu thôi. Tôi đã chuẩn bị tất cả nguyên liệu để xây cho mình căn nhà đầu tiên. Tiếp tục relay mod thôi. Ấn đủ 3 mục tiêu ở đầu video và xây cho nhà kho và một căn nhà. Thì còn một ngày nữa là chờ 100 ngày tôi sinh tồn trong thế giới này. 200 ngày sau mọi người muốn tôi làm cái gì thêm trong thế giới này thì hãy comment bên dưới nhé. Giờ mình sẽ đi ngủ để chờ 100 ngày nhé. Nhớ nhấn nút like, đăng ký và nhấn vào cái chuông khi mình ra video mới, mọi người sẽ nhận được sớm nhất.